Cái thằng thành ra hỏi cái thằng kia đi ơi. Cái thằng thành ra hỏi đi. Không được hả? Ở đâu biết làm gì vậy? Cái thằng thành đó. Anh đăng nhập cái Facebook rồi được chưa? Facebook gì? Cái Facebook này nè. Biết mật khẩu gì đâu đang nhập. Facebook này khó khăn ghê. Lại xem mọi người. Mật khẩu sai. Sao mà sai, nó chưa phê duyệt á. Mà đang làm gì vậy? Đăng nhập vô cái tin báo chứ gì nè, anh làm đi, cứ đăng nhập cái đó. Đăng nhập vô mấy dán nó cái bay vô được. Đăng nhập vô nó kêu phê duyệt. Đó. Rồi làm gì nữa? Cái được đi. Để tao đánh mèo. Đi. Mở gần mèo đi. Trời ơi, mỗi lần đụng vô mấy cái này muốn điên luôn á. Mèo bên máy đó đó. Email bên máy đó mọi người ơi, thấy em không tránh bài đi mọi người. Mở email ra. Không mở email rồi. Xóa rồi thôi. Tự xử rồi, cho vô được không? Thôi, vô lại đi ạ, ai đang xem live nè. Trời ơi phức tạp quá mọi người, mạng thì nó chập chờn nữa chứ. Tiếng hình không khớp nữa hả? Tiếng hình không khớp là do mạng nè. Vô cái máy điện thoại này luôn đúng không?
đang xuất ra đang nhập vô coi nó có sẵn không nè. Rồi mọi người lên lại mã tặng giùm em đi mọi người. Em không thấy mấy chị chấm bài. Thấy hiện lên lượt xem mà không thấy chấm bài ta. Còn có xem được không? Dạ là lên lại mã tặng giùm em đi các chị. Mã tặng hoa xanh và mã tặng hoa trắng nha. Tặng cho chị nào có logo người chia sẻ nha. Lại giùm em đi nha. Đây là bay phụ nha. Các chị đang xem trên bay phụ nhà em và các chị nhớ bấm theo dõi luôn bay này nha. Đây. Mỗi máy đều nó làm vậy luôn á hả? Rồi tặng hoa xanh, tặng hoa trắng à. Nó có đầu giống vậy nữa không? Cái đầu giống vậy nữa là phải lấy cái Gmail bên đây coi cái mã. Lên cái mã y như nãy hả? Máy bên kia không có Gmail luôn nha. Tặng hoa xanh, tặng hoa trắng. Cái gì? Cái này không có Gmail đó luôn. Cái mã khác hả? Mã giống nãy. Đưa cho ổng đi. Khó ra vô cái Gmail luôn. Rồi em thấy Linh Bùi nè. Linh Bùi với Huyền Châu không à. Thấy có hai người bình luận à. Trên máy này hiện lên có hai cái bình luận à. Có hai, thấy có hai người chắc tặng hai người này quá. Có bị ẩn bình luận như không ta. Rồi mã tặng hoa xanh, mã tặng hoa trắng đây các chị ơi. Trời ơi. Thôi tối nay mình bán sale, mình lấy tương tác cho cái bay này luôn. Sẵn rồi. Sẵn rồi mình sale lấy tương tác cho bay này luôn. Đồ đẹp vậy. Bộ thể thao ba lỗ, cái này quần chính tắc. Ngố á, ngố. Được chưa? Có thấy bình luận lên chưa? Thấy bình luận lên chưa? Chưa thấy luôn hả? Có hai người đó, sao kỳ vậy ta? Có hai mươi mấy người đang xem được nè mà sao không thấy chấm? Ủa mọi người có xem được không vậy? Em thấy có chị Linh Bùi với Huyền Châu bình luận nè. Em không thấy mấy chị khác bình luận. Em nghe em xem có tiếng hình nó khó thôi. Mạng này không được rồi, mai em phải cắt cho em đi, chứ để vậy không được rồi. Tiếng điên nơi, hình điên nẻo rồi sao ta coi. Trả lại máy bự cho anh Châu, đưa điện thoại lại cho em đi. Để mai em cài lại vô máy đó sao. Rồi xong, giải tán. Như mấy chị nãy còn nằm còn ngồi bên bay bên kia hay gì, lai bên kia hay gì hết trời, lai cũ á. Rồi vui luôn rồi mấy chị ơi, qua bay mới nha. Á lộn, qua lai mới nha. Rồi, lên mã tặng giùm em lại nè, hồi nãy bên bay kia chưa có tặng quà nên lại cho em mã là tặng áo hoa xanh và tặng áo hoa trắng nha. Tặng áo hoa xanh và tặng áo hoa trắng.
Lại 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 cả nhà ơi. Hả? Không. Vô đi, đặng vô nó đi. Tải điện thoại đi. Không có tải. À, tải bình thường không được luôn hả? Rồi xong phim luôn rồi. Đó, họ ba quýnh luôn nè. Để cho ba làm. Bà dẫn nó vô bà ơi. Rớt mạng gì. Không thấy bình luận luôn. Bị đổi luôn cái máy này. Vô cái bay cũ cũng không được luôn. Không biết hình như là mấy chị con không được hỏi không thấy trả lời gì hết. Ừ, bắt kẹt con bẩn nữa. Giờ tôi xót cái này. Sao bình luận không chạy? Ờ, à, không biết nữa nè. Chị chi quá. Giờ mới thấy chị nữa. Mọi người còn ở bên bay cũ hay sao á? Bộ chị mặc còn không? Bộ em mặc là bộ thiết kế ha, 165.000. Nha chị gì nè, chị Nguyễn Thanh. Bây giờ em không có vô được cái phần mềm để em bình luận á chị, làm sao like đây. Giờ ngồi đây đợi kỹ thuật sửa. Nhưng mà mọi người có xem được like của em không? Em không thấy mọi người bình luận nè. Mọi người lên mã tặng trước đi ha, em sẽ tặng quà cho mọi người trước trong khi đợi làm cập nhật cái phần mềm lại nha. Giờ tặng quà cho mọi người trước mà không có thấy lên mã tặng nè. Mày được không? Phải cái bài đó không? Kho sĩ đúng không? Mẹ mẹ cho mẹ chứ. Được không? Phi 165 chốt cho chị Ngọc Lan. Còn nha, chị nào lấy thì chốt nha. 165 ai vậy Ngọc Lan rồi? Ngọc Lan ơi, cho em số điện thoại đi chị. Ngọc Lan khách mới hả? Rồi chị nào lấy thì chốt nha. Rồi sếp này người ta bán like cho mấy chị là 230 đó. Một 165.000 cho mấy chị 60kg đó bạn nha. Em là 60kg nè. Em cho mấy 65 ha. Rồi chị nào lấy bi thì chốt bi. Còn mấy bộ đây 1, 2. À nó có 5 bộ thôi. Mã này có 5 bộ thôi nha. Bi 165.000. Rồi mọi người lên mã tặng chưa? Tặng cái này. Tặng áo hoa xanh và tặng áo hoa trắng. Rồi em thấy số mình rồi nha Ngọc Lan. Rồi chị nào lấy bộ này nữa thì chốt nha. Em còn 4 bộ. 4 bộ thôi. Ngày mai chú ấy nghe điện thoại giúp em nha. Cái gì? Xem được mà gì? Khách ghép không à? Khách ghép thôi đó. Bi 165 cho chị Nguyễn Thanh. Tiếng là hình không chốt mà. Rồi chị Nguyễn Thanh có còn 3 bộ. Nguyễn Thanh ơi, lên số điện thoại giúp em đi chị. Hơi bị xinh nha cả nhà. Rồi chị nào lấy nữa chốt nha, còn 3 bộ. Rồi mọi người nhớ, ai đang xem thấy em like bài này là phải nhớ theo dõi bài này nha. Bắt đầu từ ngày mai thứ hai á, là tụi em sẽ like cả hai bài. Khi á, em like bài này, khi em like bài kia ha. Nên các chị phải bấm theo dõi để mình bỏ lỡ like nha. Không biết là thấy mình nha Nguyễn Thanh. Hôm trước là em chỉ like có một bay chính thôi, bây giờ em đã mở ra thêm một bay phụ này nữa nha mọi người nha. Rồi em thấy số điện thoại của mình rồi nha. Rồi chị nào lấy bộ này nữa thì chốt, em còn đúng 3 bộ hết hàng nha. Ủa mã tặng hoa có ai lên lại mà tặng đi tặng nè, lỡ mở ra rồi phải tặng chứ. Rồi tặng cho ai có logo người chia sẻ nha, mã tặng hoa xanh và mã tặng hoa trắng giùm em. Một số chị còn kẹt ở bên ha. Rồi tôi biết thì sao rồi, phải chia sẻ cái bay này qua bay chính mấy bạn mới thấy. Đưa cái điện thoại đây.
khổ ghê vậy đó. Không chia sẻ bạn không biết đường qua. Rồi đợi em xíu nha, để em share cái like này qua cho mấy chị bên bay chính, mấy chị qua, mấy chị không biết đường qua rồi mọi người ơi, khổ ghê luôn á. Giờ chia sẻ không được luôn hả? Vui vậy. Căng ha. Xe cái bay qua mà cực khổ luôn á. Cái anh em tặng cho. Sao bình luận không chạy vậy? Thấy là hơi vô lạ. Rồi tao tham gia đến hình luôn. Dạ rồi, ok. Dạ cái này phụ nha chị, chúng mà một mực đây là bay phụ nha, bay số thứ hai của em, mình bắt theo dõi nha. Ủa sao không thấy chị lên mã tặng vậy? Mã tặng mã xanh và mã tặng mã trắng, chưa thấy là mã tặng luôn nha. Cho qua. Rồi mùi vô chưa? Rồi em sẽ lên một số mã hàng bán giá tương tác nha, để lấy tương tác cho cái bay phụ này luôn nha. Bắt đầu ngày mai là mình lấy hai bay, mọi người nhớ theo dõi cả hai bay nha. Rồi lên mã tặng hoa xanh, mã tặng hoa trắng đi. Lên mã đi rồi em tặng sau. Giờ sẽ lên mẫu ha. Đó. Xe lên sao xe chưa được rồi chứ mấy chị mới thấy á. Xe được chưa mọi người? Ở mấy bên đây đứng lên nha. Xe được chưa ạ? Mệt mỏi luôn á. Mỗi lần mỗi bay qua đây là mệt mỏi luôn á. Đứng hình hả? Hơi bị nổi cáo. Hello chị Mỹ Quyền, ủa trang này không thông báo hả Nhi?
Phương Phụng ơi, phải bấm theo dõi trang này nó mới thông báo nha. Rồi chị em lưu ý giùm em nha, em nhắc lại ha, trang mấy chị đang xem live là bay phụ ha, là một cái bay thứ hai của em, bay thứ hai ha. À, thì sắp tới em like hai bay nên mấy chị nào chưa bấm theo dõi bay này thì bấm theo dõi liền giùm em nha, bấm nút like trang, bấm nút theo dõi trang liền nha. Tới hai bay rồi nha mọi người, bay trước mình like là bay chính, bay này là bay thứ hai ha, là bay phụ á, nghe không được. Ui sao mà nghe không được. Rồi lên mã tặng áo tặng hoa xanh và mã tặng hoa trắng giùm em nha. Được chưa cả nhà, vô chưa mọi người? Hoa xanh hoa trắng lại đi nè mấy chị em mình, không có cập nhật được nên em phải share cái like qua bên bển mấy chị mới thấy. Rồi mã tặng hoa xanh và mã tặng hoa trắng giùm em nha. Rồi có một điều nữa nha, co bên bay là ai cũng được tẩy trắng đó rồi nha, hiểu không? Không có thông tin gì hết trơn á, hơi bị căng á. Ủa nó không liên quan ta? Ủa nó phải liên quan chứ ta? Ủa nó đâu có liên quan, đâu liên. Có like có không, like chơi hả? À, trang này bữa lập ra chơi thôi, chưa có like. Nó là tẩy trắng á nha. Nói chung là mỗi thông tin bên mỗi cái bay á là nó độc lập, nó không có liên quan, hiểu không? Giống như mỗi shop khác nhau vậy đó, y như là cái bên bay hay hen vậy đó. Vậy mới ghê. Dạ rồi, ok mọi người lên mã chưa à, mã tặng chưa à? Mã tặng hoa xanh, mã tặng hoa trắng giùm em. Rồi tối nay em sẽ sale sập sàn luôn, bán giá tặng cho mọi người nha, để lấy tương tác cho cái bay mới này nha. Cho mọi người thấy cái bay mới này nữa. Sắp tới là phải cài nhiều hơn, phải like hai bay đó mấy chị nha, like hai bay đó, cộng thêm một cái bay hay hen Nhật nữa là ba bay đó nha. Rồi ok rồi, tặng đi bà trong, tặng hoa xanh tặng hoa trắng đi. Mọi người chịu khó cho lại số điện thoại bên bay mới này giùm em nha, tại vì bay này nó độc lập với bay kia, nó không có lưu thông tin của chị nha. Hoa xanh tặng cho chị Phương Phụng. Phương Phụng qua cho em lại số điện thoại đi chị. Phương Phụng cho lại số giùm em đi chị. Phương Phụng ai cũng hoa xanh hết, ai cũng tặng hoa xanh ha, buồn vậy. Giờ lên mã tặng hoa trắng giúp em đi ạ. À? Tặng hoa xanh không vậy? Còn cái hoa trắng kìa. Còn cái tặng hoa trắng kìa mấy chị ơi, lên mã tặng luôn đi. Rồi hoa trắng chờ tặng cho chị Nguyễn Toàn. Rồi xong phim, mừng quá tặng được cái hoa trắng là mừng rồi. Ờ Nguyễn Toàn ơi, cho em số điện thoại đi chị. Rồi tối nay là bán tặng cho mọi người nha, bán tặng lấy tương tác bay này nha. Rồi bộ thể thao này cho em nha, bộ ngố, bộ thể thao ngố, áo ba lỗ các chị 40-58 cái mặc vừa nha các chị ơi. Rồi đầu lai bán bộ này cho các chị mình giá là 89.000, lên cho em mã là xanh 89. Nguyễn Tân ơi, cho lại số điện thoại đi chị. Mã xanh 89 bộ thể thao. Chết luôn. Mỗi lần em lai lên một cái bay là em tốn kém thôi mấy chị. Biết sao không? Phải bán giá tặng á, lỗ vốn mà. Rồi một em thể thao trắng ống rộng xuất sắc luôn. Chị nào mình có cái dáng mà nó hơi mignon là mặc cái bộ này cho em, cực kỳ đẹp nha. Rồi quý vị tầm khoảng 40-53 ký thôi nha. Một em thể thao trắng mà xuất sắc, thể thao mà ống rộng nha mấy chị. Thể thao mà ống rộng nha. Đẹp ghê không? Chất nè. Siêu đàn hồ luôn, nặng trịch nha. Rồi bộ trắng này bán tặng cho mọi người là 90.000, lên cho em mã trắng 90. Rồi em thấy số mặt nha Nguyễn Toàn. 589 chốt cho Nguyễn Tiết Nhung. Rồi, Nguyễn Tiết Nhung ơi, lên số điện thoại giúp em đi chị. Cái bộ này đẹp thấy ghê không mấy chị nè. Rồi bộ ngố ha, bộ ngố gấu giùm em các chị 40-58 cái em. Em bộ ngố gấu nè, trời ơi nó đẹp, oh my god. Rồi ngố gấu bán tặng cho các chị 88.000, lên cho em mã gấu 88.
Rồi bộ thể thao vàng này nha, cái là dài, rồi đứng hình luôn. Rồi vàng dài. Vàng dài đây mọi người nha. Ok, các chị 40-57kg giùm em nha. Vàng dài này bán tặng cho các chị 103.000 lên trên mã vàng 103. Em thấy sớm rồi, đợi cho mẹ tiếp nhung. Rồi trắng tay mặt trắng thì chốt trắng kìa. Bộ trắng nó hơi bị đẹp đó. Ra nó có bộ đen nữa nè, một trắng một đen ha, cho quý vị 53kg đâu về. Chất ngất luôn. Thật sự là mấy chị đi kiếm mua mấy cái bộ này hơi bị khó đó. Trắng 90 chốt cho Nguyễn Trinh. Đây có đen nữa nè. Đó, chị nào lụm đen đi. Chơi trắng của chị Trinh rồi đen của chị nào. Nguyễn Trinh cho số điện thoại đi chị. Trời ơi đẹp quá. Cái đen này là 50kg mặc độ luôn nha các chị ơi. 40-50kg em xin lỗi, 40-55kg à. Đen 90. Rồi các chị vui lòng khách nói khách cũ cho lại số điện thoại hết giùm em nha. Rồi cam nè, bu ma nè. Ô cái bộ này xinh thế các chị ơi. Cái này quần dài hả? Oh my god. Rồi quý vị ơi, 40-58kg em cam dài. Cam dài 102.000 lên trên mã cam 102. Cam 102. Bộ em mặc 165.000, chị nào lấy chốt còn đúng 3 bộ. Còn đúng 3 bộ nha, bộ thiết kế đang mặc đi 60kg nha. 165.000 còn đúng 3 bộ. Ai lấy thì chốt nha. Bi 165. Cho vài cục thể thao ngoại vô bán sale cho mấy chị đi. Mấy tương tác chơi coi. Rồi tiếp tục bộ thể thao nhung cực chất. Bộ thể thao nhung cực chất quần ngố các chị 40-58kg em nha. Ngố xanh cái là nhung nha mấy chị. 85.000 lên cho em mã xanh lá 85. Xanh lá 85 cho em 85.000. Đó này là bán giá tặng nha, dưới vốn nhập nha các chị. Rồi bộ thể thao màu hồng nha, cái logo là thiêu nha mấy chị, thiêu hết nha. Rồi màu hồng này các chị ơi, 40-55-56kg em hồng dài này nha. Rồi chốt tặng cho mọi người 99.000 lên cho mã hồng 99 nè. Mã hồng 99. Hồng 99. Màu da bò, một em thể thao màu da bò. Quần của nó là quần caro ha. Ô đẹp ta. Các chị 40-57kg giùm em nha. Caro da ha, các chị chốt cho em mã là caro 87.000. Caro 87. Nguyễn Trinh cho em lại số điện thoại đi chị. Da 87. Chốt cho chị Đặng Quyền. Lên số điện thoại giúp em đi Đặng Quyền ơi. Màu vàng. Vàng dài nha, cái này là bộ thể thao đá luôn nha, rất là xịn sò nha các chị. 42-60kg em nè. Bộ thể thao đá nè, màu vàng nè. Và bán tặng cho mọi người là 106.000 lên trên mã vàng 106. Xanh lá 55 chốt cho Nguyễn Trinh. Rồi bộ thể thao cổ bẻ mấy chế ơi. Bộ thể thao cổ bẻ nè, cho mấy chị tầm khoảng 48-62kg mang rồi nha. Nè cổ bẻ màu cam ha. Rồi chốt tặng cho các chị yêu 111.000 lên cho mắt cam 111. Cam 111. Cam 111. Chị Nguyễn Thị chỉ bình luận cái gì mà một nùi hư pháp vậy em không biết nữa. Bộ này bộ sượt các chị ơi, màu hồng sen, bộ vải sượt nè. Đứng hình ta mạng kỳ quá. Rồi bộ vải sượt nha, chị nào có mặc vải sượt rồi thì hốt liền 60kg đổ về men nha. Màu hồng sen. Các chị lên cho em mã là hồng
chờ tí xíu nha Hoàng Huyền. Hồng 87 nha. Hồng 87. Cho em mã số điện thoại đi chị. Đặng Quyền cho số lại nha, mọi người cho số lại giùm em. Còn chi hả? Đây là bay phụ, đang live bên bay phụ, bay thứ hai ha. Chị em nào chưa có bấm theo dõi bay này thì bấm theo dõi liền, tại vì sắp tới em sẽ live hai bay nha mọi người. Tối nay là live cái bay này luôn cho mọi người quen bay, bắt đầu ngày mai là live hai bay nha. Đúng rồi, mờ tiếng không rõ rồi, chịu khó xíu nha mọi người, mạng nó bị lát một chút mà hết à. Rồi đây, bộ lụa mango màu vàng nè, cổ bẻ không tay nha, màu vàng. Rồi. Chết rồi. Rồi màu vàng, vàng dài. Các chị khó xíu là tại ra mạng, đường truyền mạng nó bị lỗi vậy chị. Trần Minh theo dõi bay này nha, Trần Minh ơi. Rồi, các chị 40-57 cái em vàng nghệ này nha, rồi bán tặng cho mọi người luôn 82.000. Lên cho em mã vàng 82. Trời ơi. Bán hết gì mà mạng mờ buồn vậy ta. Chán quá mọi người ơi. Mạng biết gì chán quá. Hả? À em thấy số mình rồi nha Đặng Quyền. Rồi cảm ơn Đặng Quyền. Bộ tem thương hiệu nè Trần Minh ơi. Màu hồng nè. Trời nó đẹp bà cố luôn. 66kg là màu hồng nè, 155.000 nè. Bộ tem thương hiệu nha, bộ lụa cao cấp ống nhỏ, lên cho em mã hồng 155. Hồng 155 chỉ có lên thể thao không hả? Thể thao là lên nãy giờ đấy rồi. Còn thể thao không Châu, quất vô Châu. Thể thao, dùng mấy cục thể thao vô đây. Thể thao trong cái đống đó, đó. Cái đống ở giữa nhà vừa tôi dục ra đó. Có mấy cục. Mờ quá hả? Mà sao ta? Hả? Tự lấy luôn đi. Bộ em mặc bi này hả? Bi này chỉ có bi đen thôi, nó còn màu khác nhưng mà nó ra kiểu khác nha chị. Em có bộ nào không chị? Có, Đặng Quyền mới chốt được bộ đó. Sao mờ quá. Mạng không nghe hả? Vàng 82 em chốt cho chị Trần Linh, số điện thoại 340 nha. Rồi bộ thể thao đùi màu trắng nè. Mọi người xem được không nhà mọi người ơi? Không xem được, trời ơi. Em vô coi, em coi được không? Mọi người ơi, mọi người vui lòng là chịu khó thoát ra rồi đăng nhập vô giùm em cái nha. Mọi người coi xem được không nha. Đăng xuất ra khỏi Facebook luôn, rồi đăng nhập vô lại giùm em một cái nha. Tại vì buổi tối á, cái tương tác của nó làm cho mạng nó rất là kém luôn á các chị. Chốt lại giúp em đi ạ. Hồng 155 ạ. Hồng 155 chốt lại giúp em đi ạ. Tự em coi, khoan để em coi coi. Đùi trắng. Rồi đùi trắng này bán tặng cho mọi người luôn nha. 83.000. Lên cho em mã trắng 83. À bảo chị Nhi mặc là chốt mã giúp em ạ. Bi 165 ạ. Các chị tầm khoảng 55-56 cái đồ về nha. Đùi trắng 83.000. Lên cho em mã trắng 83. Cái này là hàng thể thao ăn đông nha mọi người. Bình thường mọi người mua giá nhiêu là biết rồi đó. Bữa nay em bán tặng cho mọi người ha. Chịu lỗ luôn. Lấy tương tác cho bay này. Đùi trắng 83 chốt cho Yến Trần. Chịu lỗ đó. Lỗ sặc máu luôn đó. Ý cắt vô tay luôn. Rồi em còn đùi đỏ, đùi cam, đùi hồng, đùi vàng, đùi đen. Rồi ai thích đùi màu nào thì lấy màu đó. Đùi vàng nè, đùi đen nè, đùi cam. Rồi cái này là hồng đậm, hồng nhẹ đó. Rồi 83.000 hết cho các chị cục này luôn nha. 83.000 hết, ai thích màu nào thì chốt màu đó. Bộ đang mặc là 165.000, mã bi 165. Bộ đang mặc vải gì hả? Vải này là cái vải gì quên mất tiêu rồi. Thun lụa Mỹ, thun lụa Mỹ chị nha. Đồ thiết kế là nó may thun lụa Mỹ nha. Ủa? Sao nó có tiếng không?
Ôi mẹ làm sao đâu ta. Trắng 83 hết rồi. Hết trắng rồi, chuyển màu đi các chị ơi. Vàng, đen, cam, hồng đậm, hồng nhạt, xanh đen. Có xanh đen và đen khác nhau nha. Chốt mã lại giúp em là hồng 155 ạ. À quần dài nha chị Trung Kim Trần Thị. Thiết kế là quần dài nha chị. Thiết kế là không có quần chính tất đâu. Trừ phi nó những cái màu bộ nào mà nó cái thiết kế của nó là phải may chính tất á thì em sẽ báo. Còn lại là nó may cái dạng đi công sở hết, quần dài hết nha. Quần tay ống nhỏ. Không, bữa nay không có lai quần tay ống nhỏ thương gia ơi. Hồng 155. Hồng 155 nha chị nhé. Chị Nguyễn Thị ơi, chị Nguyễn Thị bình luận. Trời ơi, Nguyễn Thị bình luận cái gì vậy ta? Tại kia cũng chị bên này. Sao Nguyễn Thị bình luận cái gì mà em coi em mất chế luôn á chị. Chị bình luận cái màu kèm số tiền được rồi nha. Trời ơi, bà bình luận cái gì một nồ tôi dịch không nổi. Rồi, ai thích màu nào thì chốt nha. Màu trắng là hết. Xanh đen cho chị Trọng Phùng. Xanh đen Trọng Phùng 327 nè. 83.000 cho chị Trọng Phùng. Chị Nhi mặc là 1m6, 60kg đổ về ạ. Đa xanh đen nha chị Trọng Phùng ơi. Bộ em mặc là 60kg, 1m6 trở xuống. Xanh đen nè. Rồi, ai lấy màu nào nữa chốt nha. Cho qua mẫu à. Lai lẹ, lai chậm chậm, buồn ngủ lắm mấy chị ơi. Em là 1m65, 60kg nè các chị. Là em đó. Các chị nhìn giá em mặc là các chị cũng lượng lượng ra được mình ha. Ướm ướm ra được cái size của mình đó. Rồi qua nè. Rồi tiếp tục. Cái cục này đâu ra vậy? Rồi tiếp tục mọi người. Rồi đen 83 cho chị Yến Trần. Tự lấy. Rồi qua đây mở lên chị coi. Rồi bộ thể thao màu xám nha. Xám lông chuột dài. Xám lông chuột dài. Các chị 40-56kg em nha. Xám nè. 40-56kg nha. Xám. Không được thì phải chịu thôi chứ giờ sao. Xám 99 nha. Lên mã xám 99 giùm em. Bó tay rồi. Xám 99. Bây giờ ngày mai ông Cảnh ông không cắt, tôi cũng cắt luôn. Không có để nữa. Cái gì mà ngày nào cũng vậy luôn. Từ hôm nay là hơn nửa tháng nữa. Rồi đen 83 của chị nào nè? Chị Yến Trần. Yến Trần. Rồi, bộ thể thao vàng. Rồi vàng nè các chị tầm khoảng 40-57kg em nha. Vàng dài nè. Gucci nè các chị. Cực kỳ xịn luôn nha. Rồi bán tặng cho mọi người 87.000. Mã vàng 87. Mã vàng 87 giùm em. Mã nhất vậy sao coi. Vàng 87. Rồi màu đen nha. Bộ thể thao màu đen nè. Chị nào mặc thể thao tập trung chốt nha mọi người. Đem qua mẫu à. Rồi đen là cái chị size nhỏ thôi. 40-53kg giùm em. 40-53kg nha. Rồi đen này bán tặng cho mọi người là 84.000. Lên mã đen 84 giùm em. Mã đen 84 bộ thể thao dài. Đen 84. Chị Nguyễn Hội, Nguyễn Hội bên đây. Rồi đây các chị ơi. Rồi bộ thể thao này quần đen nha. Áo ba lỗ cam. Rồi cho chị nào gu này. Gu mạnh mẽ ghê cho mấy chị. 40-57kg em nha. Lên cho em mã là cam đen 98 nha. Cam đen 98. Cam đen 98. Rồi ai xem được thì tương tác cho em thấy mấy chị nha. Bộ này là bộ cô tông mịn nha các chị. Bộ cô tông mịn. Cho các chị tầm khoảng là 60-62kg về men nha. Màu xanh bơ nè, đẹp chưa. Cô tông mịn nè, 60-62kg về. Nó thiêu hết nha các chị. Rồi bộ này chốt cho mọi người là 102.000 ha. Lên trên mã là bơ 102. Bơ 102.
102 nha. Bơ 102. Ờ, cái này chết rồi. Bơ 102 giùm em. Chị Trương Gia bơ 102 chốt cho chị Phan Huyền. Phan Huyền lên sáng khỏi giúp em đi chị. Mọi người có xem được không ạ? Cho em biết cái đi mọi người. Chứ like vậy chết rồi, em like mọi người con không được. Em cứ ngồi like, mọi người cứ ngồi nhìn mình không được, mất thời gian lắm. Rồi, cảm ơn chị Oanh Mũi ạ. Phan Huyền lấy số điện thoại giúp em nha chị. Siêu đẹp hả? Oanh Mũi. Rồi, cảm ơn Oanh Mũi nha. Siêu đẹp luôn nè. Rồi em nhắc lại nha chị em ơi, đây là em đang like bên bay phụ nha. Cho nên các một số chị sẽ không nhìn thấy thông báo từ bay này ha. Do là trước giờ mọi người chưa có theo dõi bay này thì bây giờ ngay lập tức nhấn cho em cái nút like bay này. Bay này là tên là Kho Sĩ Hồ Nhi gạch nối thời trang thiết kế ha. Đây là bay thứ hai của em. Để like cái dòng hàng An Đông với các chị ha. Nhớ bấm nút like trang này giùm em. Cài đặt là nhận theo dõi là cái chế độ yêu thích nha mọi người. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ like hai bay nha mọi người. Do nó like mọi chuyện quên thông báo với chị cho nên một số chị là không có nhận được thông báo nha. Hiện tại em đang chia sẻ qua bay chính cho các chị nhìn thấy em đó. Rồi cho em hỏi lại là mọi người có xem được hay không. Thứ nhất là rõ hình, thứ hai là rõ tiếng hay không ạ? Để em biết ạ. Xem ok hả? Xem rõ rồi chị ơi hả? Wow. Xem được chưa mọi người? Có chị Tôn Nguyễn Toàn, Nguyễn Toàn Chi nó là xem rõ rồi nè. Rồi xem rõ thì mọi người tương tác lên giúp em ha. Em sale tới bón cho mấy chị luôn. Và cái bay này tối nay là để bán hàng giá tặng cho các chị nha, dưới giá nhập luôn. Rồi, một em thiết kế màu nâu tây nè. Cho mấy chị tầm khoảng 40-54kg giùm em nha, màu nâu tây, dài nha. Phun lụa Mỹ, cái phần áo nó có kèm dây nịt cho các chị nha. Rồi bộ này, bộ thiết kế này sẽ bán tặng cho quý vị là 93 ngàn. Lên cho em á, nâu 93. Em thấy mờ hả? Trần Minh thấy mờ. Nâu 93. Xem được rồi. Rồi tiếp tục là một bộ thiết kế màu beo. Beo nha. Beo. Beo này cho các chị tầm khoảng 42-58kg đẹp. Bộ thiết kế beo này ok chưa? 101 ngàn. Lên má beo 101. Nâu 93 chốt cho Ngọc Lan. Rồi ráng nha mấy chị, ráng chốt được mấy cái mã độc rồi nha. Em cứ đọc mấy cái giá tiền rất là độc đáo nha, cho mấy chị chốt cho nó tỉnh ngủ à. Rồi cái đầm thiết kế nè, một cái đầm thiết kế ha, dán chữ A đi tiệc có mất ngực luôn, màu da bò mấy chị ơi. Cái này là đầm thiết kế nha mọi người, phải là đầm thường luôn nha. Rồi 40-53kg em nha, đầm da bò này các chị nhìn rõ form chưa nè. Rồi cái đầm da bò này em sẽ bán tặng cho mọi người là 88 ngàn. Lên cho mã đầm da 88. Rồi cái đầm màu vàng này, cái
đầm màu vàng này cho các chị tầm khoảng 40-53kg luôn ha. Đầm vàng body các chị có nhìn thấy không, nó có bóp ngực nè. Rồi đầm vàng này em sẽ bán cho các chị với giá là 89.000 lên mã đầm vàng 89. Bây giờ 101 chốt cho chị Yến Trần. Rồi cái đầm đen này luôn. Cái đầm đen này cho các chị tầm khoảng là 45-58kg nha, body nha. Đây, có bóp ngực hết nha các chị. Rồi đầm đen này bán tặng cho mọi người là 97.000 lên mã đầm đen 97. Quá nhiều mẫu đẹp luôn mà mạng xem không rõ, buồn ghê. Rồi bộ lụa sọc này cho em. Bộ lụa sọc này cho em. Sọc vàng hơi bị đẹp đó, lụa mango. Các chị tầm khoảng 40-60kg em, quần ống nhỏ dài nha. Các chị lên cho em mã là sọc 98.000. Đầm vàng 89 chốt cho Huyền B. Rồi bộ lụa tay dài bi xanh, ống nhỏ nha, lưng siêu cao 40-55kg em nha. Rồi bi xanh nè, chuẩn bị nè, với chữ bi xanh trước đi mấy chị. Bi xanh 96.000. Rồi em thấy số mình đi nha Nguyên Bi. Rồi màu nâu tay dài luôn nha, nâu lụa mango cổ vuông, ống nhỏ lưng siêu cao 40-55kg dùm em. Rồi lên rồi, sẵn chữ nâu nè, nâu 90 nâu này 96.000 đi, nâu 96. Rồi nhắc lại nè, nhớ bấm theo dõi bay nha mọi người. Rồi em này, sọc màu xanh coban ha, sọc xanh 42-60kg nè, sọc xanh 103.000, lên mã sọc xanh 103. Sọc xanh 103. Rồi bộ phối thổ cẩm nha, bộ phối thổ cẩm ống rộng nè, quần thổ cẩm áo trơn. Chị hắt ra hoài hả kỳ vậy, buồn quá mấy chị, sao hắt hoài vậy. 42-58kg em nha, lên cho em mã là thổ cẩm 101.000. Buồn nha. Rồi em này một em họa tiết xích nè, họa tiết xích nè, ống nhỏ. Rồi xích này cho các chị tầm khoảng là 43-58kg thôi xích. Lên cho em mã là xích 71.000. Xem được không mọi người? Em mất kiên nhẫn rồi đó. Xích, 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 xích. Rồi ai đã xem được, bình luận xem được cho em thấy cái đi nè. Rồi còn sót một cái đầm nè mấy chế đẹp ơi, còn sót cái đầm nha. Rồi một cái đầm màu hồng nha, size 53kg 40kg đổ lên. Đầm hồng 87 nha, lên cho em mã đầm hồng 87. Được rồi hả? Được mà hả? Ủa xem được hả? Xem được mà không thấy chốt. Xem được mà không thấy chốt vậy. Vậy chắc xuống lại đi ngủ quá.
bán giá tặng mà mọi người không chốt thì thôi em đi ngủ cho rồi, mai em like cho sướng. Rồi bộ thể thao màu hồng nha, quần đen, bộ này các chị tầm khoảng 40-57kg thôi ha, đẹp ghê không mấy chị, thể thao hồng. Các chị chốt cho em mã là hồng đen nha, 98 nha, hồng đen 98. Thì đó, vấn đề là chỗ đó đó, lúc rõ lúc không, rồi sao coi lúc rõ lúc mờ. Ừ, bởi vậy cả trăm người xem mà em không thấy bình luận gì hết trơn á mọi người, là nên em mới hỏi mọi người có coi được hay không á. Còn nếu coi không được thì em sẽ tắt like ha, chứ ngồi như vậy mất thời gian quá. Tắt like, mai like. Giờ tối nay mọi người biết cái bay này là được rồi ha, mai like tiếp. Nhớ chốt được mà một bình luận bị đứng nè. Hiện tại máy của mình coi cũng bị mờ cho nên mình không có biết là máy của mọi người như thế nào. Máy của mình cũng bị mờ. Chứ phải chi mà máy mình không mờ á thì mình nói là do máy của mấy chị, mà máy mình cũng bị mờ. Bạn yếu hả? Đúng rồi, lúc mờ lúc rõ nè. Lúc mờ lúc rõ. Thì hát ra, trời ơi. Cũng khó dữ à. Rồi. Bộ thiết kế đùi 3D nha, size 60kg nè. Đùi 3D size 45-60kg em nha. Lên cho em là đùi đen nha, 101. Đùi đen 110.000. Tem thiết kế nha mọi người. Đùi đen 110, tem thiết kế. Đùi đen 110. Nó bị gì nè, mà bị gì nữa nè. Thôi mấy chị ơi, nó đứng hình hoài à. Rồi cái này là đùi gì, đùi hoa hả? Nè, đùi hoa. Quay góc hiện lên, gửi yêu cầu tham gia là đứng hình luôn. Quần tay hẹn mình bữa sau nha chuyên gia. Các chị 42-58kg em nha. Lên cho em mã là đùi hoa 101. Tem thiết kế. Đùi hoa 101. Mẹ bên kia đây ổn á. Nhà bên kia dân cái đùi thường có thể là dây của nó. Nó cũ quá rồi mà nó không chịu thay cho mình. Thay tập cắt luôn. Không thay tập cắt luôn. Rồi đùi tím. À, mấy chị cố gắng giúp em chừng vài phút kìa, cho đường truyền mạng nó hơi bị yếu á. Thôi bây giờ vậy đi mấy chị, giờ mình tắt mình ngủ 2 giờ thức dậy like. Lúc đó có mấy chị em mình đảm bảo là mạng chạy ầm ầm luôn chứ đừng nói mà yếu ha. Lúc đó là có mình xài à. Bữa hôm kia chị nào nói với em bị cá mập cắn gì nữa trời ơi. Đùi hoa 110 chốt trong hiền B. Rồi đùi tím giùm em nha, đùi tím nè, áo có cái dây thắt lưng nữa nha. Rồi đùi tím 110 58kg về. Đây đùi tím nha. Tem thiết kế luôn á, 110.000 đùi tím. Trời ơi mấy cái đồ này mặc thì thôi rồi nha mấy chị. Lên nút luôn á. Rồi đùi tím 110 nhanh tay luôn. Đùi tím 110. Đùi tím 110.
Rồi zombie nha, zombie. Eo 80 đâu rồi, zombie 110. Zoom đùi á, lên mã zombie 110 cho em. Con này đẹp nha mấy chị. Cái nền đen, ô oh. Cái này là một con zoom giả váy nha. Eo 80 đâu rồi, con này đẹp quá ta. Lên mã zombie 110 giùm em. Tem thiết kế à, zombie 110. Zombie 110. Quá đỉnh. Rồi siêu phẩm luôn. Zoom rồi. 110 chốt cho Trần Vinh. Zoom hồng 110, con này là eo 80 81 đổ về nè. Con này cũng đỉnh luôn nha. Zoom hồng 110. Cổ vét đàng hoàng nha, rất là đỉnh luôn. Họa tiết Gucci nè. Rồi zoom hồng 110 nhanh tay. Zoom hồng 110. Rồi siêu phẩm nè, lụm nè. Ấy ơi lụm nè. 45 60 kg à. 3D hoa 110. Lên cho em mã 3D hoa 110 ạ. À. Quần khóa kéo giọt nước có túi nha, 3D hoa 110. 45 60 kg, tem thiết kế. Bộ siêu phẩm rồi. 3D hoa 110. Đúng rồi. 3D hoa 110. Rồi cái này đầm thiết kế trầm quần màu nâu da bò, nâu da bò nha. Eo 80 trở xuống dây bụng eo ha. Đầm nâu 115 kèm quần, đầm nâu 115 kèm quần. Tầm ý nha. Hơi bị đỉnh đó. Đầm nâu 115 115 nha. Rồi đầm đỏ này nó phối chuỗi nha. Eo 80 đô về. Đang mặc là trong set bộ à. Một giá 165.000 à. Đầm đỏ chuỗi giùm em 115.000 có quần. Eo 80 đô về đỏ chuỗi. Nè. Trời ơi, nhức nhối luôn á, đẹp lắm. Đỏ chuỗi 115. Nhanh tay. Ồ cái này tới 2X luôn hả? Rồi một cái đầm kèm quần màu đen. Trên áo là để 2X luôn nè các chị. Con là đẹp nha. Rồi eo 82 đổ về đi. Eo 82, eo 82, 83 đổ về. Con này đẹp lắm. Đầm có quần. Cái gì nịch của nó nè. Eo 83, 82, 83 đổ về. Đầm đen 110. Đầm kèm quần. Đầm đen 110. Rồi cái này em thấy mình nhau Nguyễn Diễm. Cái này eo 82 luôn nè. Eo 82, 83 nè. Trên ám để 2X á, nhưng mà tầm khoảng 62kg về thôi, chứ nó không có tới 65kg nha. Lên cho em mã trắng đỏ 110. Đầm đen em hết rồi. Trắng đỏ 110 đó, để size 2X luôn á. Trắng đỏ 110. Rồi zoom đùi con này đẹp nha. Con này mặc lên là hú hồn mới nha. Rồi zoom đùi cho em nè. Eo 80 đó về nha. Cái này nó chấm bi hồng. Nút bọc vải hết nè. Các chị chốt cho em mã bi hồng 110. Eo 80 81 đổ về bi hồng 110. Trắng đỏ 110 chốt cho Chí Nguyễn. Chí Nguyễn lên số điện thoại giúp em đi chị.
em lấy số mình này thôi chứ Nguyễn. Rồi, dùm hoa màu đỏ nha, eo 80 đó bà. Dùm đỏ 110. À, chú Nguyễn ơi, cho lại số đi chị. Dùm đỏ 110. Dùm đùi, eo 80 đó bà, dây bụng eo ha, cổ V. Dùm đỏ 110. Rồi, chị nào mặc size M, 55 cái đó bà dùm em nè. Bộ này mặc lên thành hot girl nha mấy chị. Nó là một cái set áo sơ mi, tay dài. Nè, ta dài nhưng mà size nhỏ nha, chỉ 55kg về thôi nha. Nè, thấy chưa? Thấy gì chưa mọi người? Cái dây này buộc vô đâu đây? Bi hồng 110 chốt cho Thủy Bi Hoa Hoàng. Cái đai này là vô áo nha. Nút bọc hết nha, áo phật dài có đai, kèm quần. Rồi, các chị trụ đẹp quá. 40-55kg, đơn cho em là hoa hồng 110. Thủy Bi Hoa Hoàng, nó sáng hỏi giúp em đi chị. Hoa hồng 110. Ô, oh, con đẹp nha, một con dùm đùi. Cái này các chị chốt cho em mã hồng rút 110, eo 80, 80 về tay rớt. Con này rất là tiểu thư nha, dùm đùi đó mấy chị. Lên cho em mã là dùm rút 110. Dùm rút 110. Cái gì? Con này tính gì? Con thợ bàn. Con thợ bàn, coi chừng máy nó không lưu được á. À, mình có số di động không chị Trí Nguyễn? Hệ thống nó kêu luôn số điện thoại di động nha. Thì mấy quan hoàng lấy số điện thoại giúp em đi chị. À, Trí Nguyễn ơi, mình còn số nào cho em số khác đi chị ơi. Dùm sơ mi tay dài. Dùm hay đầm đây? Ủa đầm, cái quần đâu? Trời ơi, ác thiệt. Quá ác luôn. Anh lấy số mình rồi nha, Thủy Bi Hoa Hoàng. À, Chí Nguyễn ơi, tại vì hôm nay em bị lỡ đi vào sách cũ sách mới gì, vui lòng cho em lại số đi nha. Em đang like bên bay thứ hai chứ không phải là bị lỗi. Em đang like bên bay phụ, cái phần mềm bên đây là nó chưa có lưu cái thông tin, các chị cho lại cho em thông tin ha, để nó lưu bên đây, tại vì hai cái bay này là nó độc lập với nhau, thông tin nó không có liên quan nha mọi người. Rồi, eo 80 đôi bài giùm em, zoom xanh đen, zoom xanh đen giùm em, eo 80 đôi bài có dây nịch nè các chị, zoom xanh đen 110, zoom xanh đen 110. Đây như vậy thiệt mệt mỏi ra mọi người, em nói mà mọi người không có nghe được luôn á, có lúc nghe lúc không á, nhưng mà lỡ lên live rồi em cũng ráng em gồng với đây mấy chị luôn nè. Rồi, xếp tím đùi này giùm em nha, tím đùi này cho mấy chị tầm khoảng 40-53kg thôi. Rồi, tím đùi bán tặng cho mọi người luôn 85 ngàn, tím đùi 85. Cho em mà nó không có liên tục á rất là mệt. Người xem mệt, người like cũng mệt luôn mấy chị. Rồi, 53kg về xanh đùi 85 ngàn. Em thiết kế nha, xanh đùi 85 ngàn. Rồi, hai bộ. Bởi nhiều lúc quạo mấy ông nhà mạng ghê luôn mấy chị. Quạo lắm luôn. Rồi, sọc nha, sọc nè, quần ống nhỏ dài, sọc này cho các chị 40-53kg thôi. Rồi, lên cho em mã sọc đen này nha, lưng siêu cao. Sọc đen 98 nè. Sọc đen 98. Rồi, cam nha. Đẹp quá mấy chị. Tem thiết kế nha, cùng tem với bộ em đang mặc nè. Rất là đỉnh luôn, nhìn cái tay áo của người ta nè. Đó. Người ta may trần thun nó sẽ giãn theo form mấy chị nha, đừng có nói cái áo gì có chút xíu nha. Nó không trần thun thì nó phải héo vô chứ. 40-55kg em nè, cam đất 101 ngàn. Rồi, bộ tầm ý trơn màu đen nè, ống nhỏ đen nè, đen trơn nè. Đẹp ghê.
Em sợ nhất like mà nó chập chờn như nè. 40-55kg em nha, đen trơn nè. Cái này là tầm ý nha các chị. Rồi đen trơn này 105 đi đó chị nha. Đen trơn 105. Xem được không mọi người? Em hết kiên nhẫn nữa rồi. Chị nào lấy bộ em mặc thì chốt mã bi ha, 165.000 nha các chị ha. Cho các chị tầm khoảng hết 60kg về ha. Em hết kiên nhẫn nổi thiệt luôn. Like mà con không được gì hết. Cái gì? Tiếng đùi chốc chưa? Gì bà Khang Phúc? Giận gì? À giận cái vụ cái bộ đồ màu đỏ hả? Đen 105 chốt cho tôi. Giận cái vụ bộ đồ màu đỏ xô len đúng không? Đen 105 Tú Nguyễn Thanh. Nó bị sốt rồi. Ừ, nó bị điên mà. Vậy sao em đánh tiếng, chị thấy không? Em phải thoát ra, thoát vô. Thoát mà. Trời ơi, like con không được, tôi không muốn like luôn á Trần Minh ơi. À, Tú Nguyễn Thanh cho em số điện thoại đi chị. Mọi người ơi, em nhắc lại nha, mọi người đang xem được like này thì nhớ bấm theo dõi bài này giùm em nha. Tốt nhất là mọi người bấm nút like trang và cài đặt ở chế độ theo dõi là yêu thích nha. Để mình là những người đầu tiên mình nhận được thông báo like và các thông báo về những cái mã hàng sắp like nha mọi người. Đã theo dõi rồi thì là phải theo dõi yêu thích luôn. Chứ mọi người để theo dõi mặc định á là mọi người sẽ xem cái tin sau người ta không à. Nha mọi người nha. Đùi tiếng 85 chốt cho Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn cho em số điện thoại đi ạ. Giận gì? Giận Nhi hả? Giận Nhi bộ đồ màu đỏ hả? Ủa bà có đơn đi rồi hả? Khang Phúc. Thôi để đơn sao đi bà ơi, tôi quên bà ơi, tôi đem giấu nó rồi, tôi quên luôn rồi. Tú Nguyễn Thanh cho số điện thoại nha chị. Xem nó khó quá à. Nha các chị, thích đồ nhà em thì nhớ theo dõi, mà đã theo dõi là phải theo dõi cái dạng mà xem trước á, là cái dạng yêu thích á, nó sẽ có cái mục cho mấy chị cài đặt theo dõi thôi, chỉ luôn đi, mệt quá, nói chị mệt quá. Dạ cái bộ đó là 60kg, 1m6 đổ về ạ. À. 60kg thôi chị. Size trung bình nó cỡ size L, ML mặc, cái bộ này cỡ ML mặc thôi. Ngân Nguyễn cho lại số điện thoại giúp em nha chị. Đợi em xíu nha. Để em chỉ cho mấy chị mình theo dõi nha. Để mất công mai tôi like là mọi người kiếm không ra tôi nữa, mệt lắm nha. Đây. Mọi người bấm nè. Kho sĩ Hồ Nhi thời trang thiết kế nè, nó sẽ ra nè. Bấm vô cái giao diện nè, mọi người thấy không? Đó, nè mọi người thấy không? Rồi, nó sẽ có nè. Mấy chị thấy không? Thấy cái nút thích này không? Bấm vào nút thích. Bấm vào cái nút thích. Trời ơi, bấm không được luôn trời. Nè, mấy chị thấy không? Thấy nút thích không? Ở bên góc phải màn hình. Bên góc phải ở đây đây, đây. Thấy cái nút thích không mọi người? Nè. Nè mọi người thấy không? Bấm vào cái nút thích này cho em. Rồi, sao tôi bấm không vô vậy? Đó, thấy chưa? Bấm là nó sẽ lên màu xanh như là mình đã thích rồi nè. Đó. Xong. Phía dưới cái nút thích màu xanh, sau khi mấy chị vừa bấm nút thích xong mới vừa chuyển màu xanh phía dưới nè. Nó có một cái ô có cái dấu ba chấm nè. Ba chấm ở dưới cái nút thích nè, mình bấm vô đây. Đó, nó sẽ lên cái nè. Cái phần quản lý khoan. Thích xong cái nó nhảy qua bên đây luôn rồi mấy chị. Sau khi mấy chị bấm cái nút thích màu xanh nó sang lên rồi. Ngân Nguyễn lên số điện thoại lại giúp em đi chị. Bên này nó sẽ có một cái thanh màu xanh, mọi người thấy không? Quản lý phần cài đặt theo dõi, bấm vô đó. Bấm vô cái thanh màu xanh này, quản lý cài đặt theo dõi. Nè, nó sẽ lên nè. Lên cái này nè, lên cái bảng này nè. Nè, mấy chị thấy không? Đây có chữ mặc định không? Bấm vô chữ mặc định nè. Nó sẽ hiện lên cái chữ ngôi sao yêu thích nè. Bấm vô ngôi sao yêu thích rồi xong vậy là đó. Vậy là mọi người đã theo dõi xong và mọi người sẽ là những người đầu tiên nhận thông báo like luôn ha. Nó đã vô cái phần là theo dõi yêu thích rồi, mình là những người đầu tiên nhận được thông báo đó. Ok chưa mọi người? Bây giờ để em kiểm tra lại coi mọi người có xem được không? Xem được thì em like tiếp, còn không chắc là em xuống like ha. Chứ like kiểu này mất thời gian quá. Bộ chị Nhi mặc là size 2X không có nha. Không nha chị, bộ này chỉ có ML mặc được thôi. 2X, L, 2X là không có mặc được. Lên số điện thoại giúp em đi Ngân Nguyễn ơi. Em xin số điện thoại để em phải chờ một xíu cho người ta lên. Nhiều khi á, mạng người ta một chút mới coi tới đoạn đó. Nhưng người ta chưa nghe mình nói nữa là mình xin nữa, nó rối dữ lắm. Mình nói một lần thôi rồi đợi một xíu rồi mình hãy nói lại lần thứ hai. Rồi em thấy số mình rồi nha Ngân Nguyễn.
chứ không phải là mình nói người ta nghe liền đâu. Cái hình nó nhiều khi 3 năm 3 phút sau mới coi tới cái có luôn. Rồi các chị nào mình là khách mới khách cũ ha, đang xem bên này thì khi mà các chị chốt được món đồ nào đó rồi vui lòng tự động cho số điện thoại bên dưới liền luôn giùm em, khỏi cần tụi em nhắc nha. Tại vì có số điện thoại thì mới có đơn ha, còn không cho số điện thoại là không có đơn nha. Rồi mọi người cứ tự động cho số điện thoại thôi, khỏi có đợi đợi ngồi đợi kêu đợi nhí kêu cho số điện thoại mới cho ha, tự cho luôn đi chị nha. Rồi rồi cho em hỏi lại là mọi người xem được không ạ? Hiện tại là đang xem ok không cho em biết lại lần đi rồi để em like tiếp nè. Cứ like mà không được ức chế lắm mấy chị. Rồi tiếp một bộ lụa mango hoa nha, hơi bị đẹp đó, hơi bị đẹp đó các chị nè, cho các chị tầm khoảng là 40-53 kg thôi. Hoa hồng xanh 40-53 kg nè, hoa hồng xanh ống rộng nè. Rồi bán tặng bộ này cho các chị là 97.000, lên cho em hỏi là hoa hồng 97 ống suông ống đứng á, 53 kg thôi. Hoa hồng 97.000, hoa hồng 97. Cho cục khác vô, hai bên cục vô lại đi, đưa có mấy cục khó lại lắm, không có cục nào lại cũng được, cục vô lại nhiều đi. Một người ok, hai người ok, có hai người ok à. Rồi bộ này là bộ thiết kế sơ mi đùi nha, tem thiết kế này các chị màu tím ha, màu tím nè, quần áo nó là phọc dài có đai luôn, phọc dài có đai. Rồi các chị tầm khoảng là 42-58 kg mặc đẹp cho em nha, lên cho em mã đùi tím 101, đùi tím 101. Có hai người trả lời với em là ok thôi, tức là mấy chị khác con không được đúng không? Vậy là sao like mấy chị, có hai người coi được hả? Rồi một cái dạ hội dài đây, màu cam đất. Cái này cho mấy chị tầm khoảng 48-58-59 kg là mặc đẹp nhất luôn nha các chị nha ha. Rồi dạ hội dài này dùm em nha, dài phủ mắt cá luôn và nó có xẻ đinh nha. Nó có xẻ bên trong cái quần váy à, rất là đẹp. Phần cổ nó là chuỗi nhà trai có bất ngực các chị ơi, tầm trên 48-59 kg em nha. Cái dạ hội này bán tặng cho mình 145.000, lên cho em dạ hội 145, dạ hội 145. Rồi Vi Mộng Tiền Phan ok, có ba người ok à. Ok con dê à, Trần Minh coi được rồi hả. Rồi cái này cái đầm sô len kèm quần các chị ơi nè, đẹp chưa, cái đầm sô len kèm quần trắng đen cho em nha, 50-60 kg à. Lên cho em mã là đen đi, đầm đen đi. Cái này bán tặng cho mọi người 89.000. Đầm đen 89. Rồi một cái đầm body kim tuyến màu tím cho mấy chị tầm khoảng 48-58 kg mặt đẹp nha. Body dài qua gối nha. Đầm kim tuyến tím này bán tặng cho các chị là 86.000, lên mã đầm tím 86, đầm tím 86. Rồi có mấy người coi được à, thôi cho em xuống like nha các chị ha, cho trưa mai em like chứ like vậy mất thời gian quá. Em thấy mà nha Tướng Nguyễn Thanh, ồ có cái dung đùi thấy thương quá nhỉ, một cái dung đùi lụa mango cổ vét luôn nè mấy bà, eo 80 đô về nha, đẹp chưa nè, cổ vét, cổ vét hai hàng nút đẹp không, dung đùi eo 80 đô về,
Chốt cho em hả là dung trắng nha, 85 nha. Dung trắng 85 mờ lắm hả? Bởi vậy xe bức chế lắm mấy chị ơi. Chưa mai em lại sớm cho mấy chị nha. Chứ giờ về khó coi lắm. Mất thời gian mấy chị đâu, mấy chị cũng ráng theo em cũng ráng ngồi em gồng với mấy chị, mà chị em mình ai con cũng mệt hết trơn. Thôi em ốp với chị ha, trưa mai em live shop khoảng trưa mai cái tầm khoảng 11 giờ đi, xem em sẽ live sớm cho mọi người ha, tầm 11 giờ. Nếu mà em live sớm hơn nữa mấy chị có xem được không, sớm hơn là tầm 10 giờ á, 10 11 giờ gì nha, live bù cho ca tối nay ha. Rồi vậy đi mọi người nha. Rồi cảm ơn tất cả các chị ha. Mình ốp sớm bữa đi mọi người. Chứ con không được về sang ngày mai em phải cho điều chỉnh lại cái mạng nữa. Mạng này ngày nào nó cũng bị rất bị hết like rất là mệt. Rồi bye bye mọi người nha. Nhớ làm theo hướng dẫn của em lúc nãy, mọi người vào bay và cài đặt theo dõi trang ha. Nhận thông báo ở chế độ yêu thích, bấm nút like trang nha mọi người nha. Làm y như em làm nãy dễ ẹt mà. Gõ tìm cái tên, cái bay phụ của em tên là Kho Sĩ Hồ Nhi Thời Trang Thiết Kế ha. Còn bay chính tên là Kho Sĩ Thiết Kế Hồ Ngọc Uyển Nhi. Mấy chị vô mấy chị tìm hai cái bay này giùm em nha. Một xíu em sẽ đăng bài lên bay cho các chị tiện theo dõi nha. Rồi nhớ bấm vô theo dõi bay nha mọi người. Dâm trắng 85 chốt cho Trịnh Hậu. Rồi cảm ơn mọi người nha, chúc cả nhà ngủ ngon, chúc mọi người tuần mới vui vẻ ha. Em hẹn gặp lại các chị trưa mai nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Ok, cảm ơn nha Hồng. Bye mọi người nha. Ngủ thôi, ngủ sớm bữa đi các chị. Mai mình live sớm.